chào anh em, mình không biết tình hình đi cài của anh em sao rồi, chúng mình thấy hơi cực quá anh em ơi. Đồ thì có đồ thiệt nhưng mà cực thì hơi cực nha. Chiều nay nữa là có thể là ăn được boss bậc 9 rồi đó nha anh em. Tạm thời bây giờ ăn cũng được nhưng mà chết nhiều quá. Chết nhiều quá ăn hơi cực không gì hết á, cho nên là chiều nay là mới ngon lành anh em ơi. Cái bộ đồ này, bộ đồ tăng nương này sao mà thấy nó xấu anh em, nó cái màu nó không được đậm á, đá lấy ra màu đỏ tươi mới đúng không, đỏ giống như cái màu này mới đúng nè. Đó, chung bây giờ sáng này ăn con boss bậc 8 được cái cánh anh em ơi. Nói chung là tình hình là im cũng thấy im, ổn năng sao sao năng sao thì nó yếu hơn anh em ơi, năng sao thì nó được có 9 mấy k, được kết quả cái này anh em thấy im chưa nè. Chà, 321, mình thì không mong gì nhiều anh em ơi, mình chỉ mong là ngày kiếm được cái rưỡi gì đó, cái rưỡi hai cái gì cũng được chứ không cần nhiều. Nói chung là nhiều quá thì thấy nó không có đẹp quá. Sáng cái này chắc mình xóa cái bản này qua anh em ơi, bản này treo máy không được. Coi được cái gì đây, không biết level 300 có gì mà 280 thì được, có cái viên này mình cũng không biết tăng được cái gì đây nữa. Khủng độn, sao chẳng được cái gì ngon anh em ơi. Rồi thì nói chung là tình hình của mình là vậy đó anh em ơi. Ngày hôm nay thì ngày thứ ba rồi đó, có phải ngày thứ ba à, ngày thứ ba anh em ơi. Có được cái tầm bảo này, có gì đây anh em, được hai cái vé. Trời ơi, tầm bảo kiểu này là chết rồi anh em ơi, phải thiệt chứ. Ra cái gì ngon không, ra cái kiểu này thật là không có im rồi. Cái bản này mình auto cài cấp khó lắm anh em, tại vì nó không có mở cái auto cài cấp lên được, nó cứ bị lỗi, cho nên chắc mình xóa mình tải cái bản cũ quá. Cái thằng giả lập này nó hơi ấy rồi, nó bị lỗi rồi. Cái bản này bản mới nhất của nó đó nè. Rồi nói chung là trong cái clip này thì mình cũng lên đây mình vớt vát kiếm được tí xíu anh em ơi. Nói chung là hết ngọc rồi đó, dùng hết công lực rồi đó, nó ra được nhiều ngọc đây thì mua anh em, đỡ cái là mua nó, hôm sau nó hoàn trả rồi anh em ơi, ngày thứ ba nó hoàn trả rồi anh em. Ngày hôm qua mình mua cái con tinh linh đúng không? Đó, để coi hôm nay, để coi 77 là 2k đúng không, 77 k 3 thì đúng 2k giờ đủ luôn. Mua cái cánh này với cái con 6 này, với con 6 với con K2 này được nè nè. Đó, để coi mua được cái gì đây. Bèo, mình không biết thời đại này thời đại nào, sao có thì cứ lên anh em, có thì cứ lên anh em ơi. Ủa sao ý vậy, bỏ ra một đống tiền luôn mà lên được con tí xíu được chiến à, trời ơi kiểu này chết rồi. Một cao máy vàng chứ phải giỡn đâu, cánh gì đâu kỳ cục quá anh em ơi. Để coi mình mở rồi mình vô lại nó có trả không ta. Ui chết bà, đây nó để 3 ngày sao ta. Ngày hôm qua cũng vậy đó anh em, ngày hôm qua nó để là 3 ngày nó mới hoàn trả nè, cái ngày hôm sau là nó đã trả rồi, cho nên mình mới có mình mua nữa đó. Tính mua cái con này mà con này mình thấy nó không có cái gì hết trơn anh em, nó đắt thì nó đắt thiệt. Cái con này thì con rồng hết ta, chết bà rồi. Ồ con này con rồng mà mình tưởng nó con chó anh em, mà lúc đầu mình không để ý anh em, mình tưởng nó con chó chứ ai về, con này con kỳ lân thôi, con gì á, con này chắc con kỳ lân quá, hắc long để nó ngoài, hắc long là con rồng chứ phải kỳ lân anh em, mấy rồng gì xấu ta. Chết bà rồi, mua hết vàng rồi còn đâu nữa, này 3 ngày sau để coi mai nó có hoàn trả không anh em. Chứ ở đây nhìn thấy đây là 2 ngày nữa là nó hết hạn rồi, thằng này thì còn 3 ngày không biết sao đây. Thôi mua đại luôn đi anh em, nó không hoàn trả liền ta ơi. Có số game là ngày thứ ba ngày hết hàng ngày nó hết hạn là nó trả liền anh em.
31k trời. Đấy á. À cái này là bước chân. Nói chung là chạy nó cái bước chân này nè. Coi tăng bạc này có gì không. À được viên đan này. Cái viên đan này nó tăng 2% mà nhắn lên nó tăng được có 1k2 hả ta ơi. Tỷ lệ nó quá thấp. Nó 2% mà up lên được có 1k2 à. Quá bèo luôn. Sư đồ. Cái tính năng sư đồ này thì ủa có được hoàn trả luôn hả ta? Ngày thứ nhất này, ngày thứ hai hoàn trả là em. Tính ra nhận sư đồ này cũng ngon nha. Để coi thư hoàn chưa hoàn trả đúng không? Ồ nhận sư đồ thì sẽ được thêm cái con này nữa nè. Ác ma nam trảo. Tính ra cái tính năng sư đồ này nó hoàn trả lại cũng im nè em. Nè để coi hình như lời luôn hay gì anh em ơi, có lời luôn á anh em ơi. Để coi ngày thứ nhất là trả 120 nè. Cái này là ngày thứ bảy nè, ngày thứ nhất nè, thứ hai nè, ngày thứ ba nè. Ô mình nhận đệ tử thì nó trả lại mấy cái số vàng này cũng sướng chứ đâu có lỗ anh em. Tính ra nếu mà nó hoàn sự thật mà nó hoàn trả lại là lời không lỗ đâu anh em ơi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư là 4 36, 306, 408 nè, 408 với cái này 600. Tính ra là cũng lời chứ đâu có lỗ ta. Nếu mà ngày thứ bảy mà nó trả luôn cái này là lời khẩm không ta? Để mình đợi xem ta. Sợ nó không như quảng cáo là chết liền anh em ơi. Hoạt động còn có 4 ngày thôi. Học phí Linh Ngọc nhân 2 là sao ta? Sư phụ đăng nhập mỗi ngày thu học phí. Nó phơi với ta, có nghĩa là mỗi một ngày mình được cái này nè. Còn mình nghĩ nếu cái này nó hết thời gian thì sao ta? Mình cũng chưa có làm sư phụ hoặc chưa có bái sư lần nào luôn anh em ơi. Ăn mua này là gì vậy đây? Cái hạng mua này là không, mình không thể gới tới được rồi. Nói chung là chưa có nạp là không có gới tới được rồi anh em ơi. Lên tới level 300. 300 nó mới mấy. Không biết cái hôm trước mình chơi mình làm nhiệm vụ này xong lúc đó mình lực chiến bao nhiêu ta? Ngày hôm nay là mình lực chiến 8k là 8k là thấy khỏe hơn hôm trước rồi đó anh em. Hình như hôm trước mình chơi 5 ngày 6 ngày mới có 7 triệu mấy hay gì hả? Để coi chiến hồn ha. Ủa lần sau ta. À có thể nhận là diệt 10 boss. Để coi cái này nó tăng cái gì đây. Công phá giáp. À tăng lấy ưu tiên lấy công trước đi anh em ạ. Nếu mà cường quá thì mình sẽ không. Nếu mà cường quá thì mình sẽ vào đây nè. Đó, vào đây. Ơ phải có con nào ta? Đây. Cái con này mỗi lần mình up lên là nó khoảng 40 mấy k đó nè, 40 mấy k. Tại tới đây cái F nó hơi cao, lên tới level này F nó hơi cao rồi đó. 800 mấy nhưng mà nó không có chỉ số phần trăm cho nên là nó không có cao bằng anh em ơi. Để coi cái này tới gì đây ta. Tông môn diệt tổng là 250 con hả? Boss 200 chứ là ôi cả ban mình diệt mới có 44 con sao ta? À hay là cái nhiệm vụ này mỗi ngày ta, chứ ngày hôm qua mình nhớ mình diệt nhiều lắm anh em, ngày hôm qua mình treo máy nhiều lắm. Ờ ngày hôm qua treo máy là có boss 100 mấy anh em ơi. Còn cái này diệt tông môn diệt boss 100 con boss level 270. Mình cũng không biết phần thưởng này là phần thưởng này coi anh em.
À, bảo thạch level 3. Cái này trang bị nè, trang bị 3 sao, trang bị 3 sao thì không yêu mà nữa. Nói chung là mấy cái trang bị này anh em dễ kiếm lắm. Quan trọng là cái con này đây nè. Đó. Con này được tí xíu công thôi mà có này là sao ta? Xem bảng xếp hạng. Ủa sao mình được 30 con ta? Ủa 30 điểm là sao? À đúng rồi, thôi được rồi anh em ơi, như vậy là mình phải xóa cái bảng này, mình treo máy mới được. Treo máy ăn boss mới được anh em ơi. À, cái vòng phá anh em ơi, nếu top 1 cũng được vòng phá thôi, 3k thì cũng chẳng được bao nhiêu hết. Ủa? Ủa sao mà bảng xếp hạng này đây sao là sao ta? Cái này phải ban không ta? Không lẽ ban của mình sao? Mấy cái người này thì Mr. cũng không biết nữa anh em ơi. Thôi kệ nó đi. Cái ngày hôm nay là mình không có review nha anh em, chỉ là chia sẻ cho vui thôi. Sao cái mặt này đeo xấu thứ bà luôn. Đấy mình gỡ rồi anh em, gỡ cái mặt này ra cho nó đẹp đẹp để coi cái cánh này coi anh em. Đó mình đã thu gần lắm rồi đó nghe nè, nãy thu gần lắm rồi. Thấy vô cái này ta. Ủa cái chụp ảnh đó ta. Đây đây đây. Đấy. Trời ơi cái con sò này nó cứ đứng vòng quanh vòng quanh. Ồ nói chung là mấy cái lấy mấy cái này chụp ảnh là cũng đẹp lắm nha anh em. Chụp cái bật là dính liền á nghe. À, thoát ra đi. Để coi trong ngày hôm nay có gì không anh em ơi. Mình chưa có đi hoạt động gì hết trơn anh em. Nói chung là vẫn còn nguyên. Chỉ mới có hoạt động đăng nhập thôi, chưa có đi gì hết trơn. Kim khố đồng gì cũng chưa có làm mà tìm lại. Ây da. Ngày hôm qua mình mấy cái hoạt động mình cũng chưa có làm luôn, sao mình lười với người ta. Chết bà của anh em. Nói chung là hơi lười, cái tội cũng xiên cài lắm anh em, nhưng mà hơi lười chút xíu à. Đi không hết hoạt động luôn á. Sao ta mới được có 8 triệu lượt chiến hả anh em ơi. Người ta gần gần 10 triệu hết rồi. Tôm 26 triệu. Độc cô cầu treo. Bữa đầu tiên mình vô ăn cái bót bộ mình bị cái tên này ca ếch này nè. Không phải. Ủa độc cô cầu bại. Thằng cầu bại, thằng cầu treo. Người ta VIP 5 mà người ta lượt chiến còn ghê hơn mình luôn anh em. VIP 4 lượt chiến còn ghê hơn mình luôn. VIP 3 người ta 8 triệu mấy. Mình VIP 6 có 8 triệu. Quái thiệt. À top 6 top 10 đây anh em. Đây mạnh đây. 8 triệu, 8 triệu 6. Nói chung là VIP 3 có nạp nha em, nói chung là có nạp đầu nha em. Mà chưa đâu anh em ơi, nói chung là bữa hai bữa mình mới vượt lên được anh em ơi. Mấy cái ngày đầu mình ăn boss bậc 9, bắt đầu ăn được con boss bậc 9 là bắt đầu mình vượt rồi. Nói chung là ban của mình thì mình không có nằm trong ban top đâu nha, mình chỉ tạo ban có một mình anh em ơi. Cho nên là nói về ban thì mình cũng không có ai hết. Mình với mấy con lon của mình thôi à. Mình cũng không thích vào cái băng tớp, nói chung là dây sau lưng coi nó đẹp không anh em. À. Hôm nay thì đánh con boss bậc 9 được tầm khoảng 10-10 mấy% anh em. Cay thiệt chứ. Để chạy vô con boss này coi nó được nhiêu rồi. Nó đánh mình như con đẻ.
nếu có người ăn thì người ta ôm mừng anh em, còn không có người ăn thì mình cũng phải ăn nó thôi. Qua đêm nay là bắt đầu cài đồ bậc 9 rồi đó anh em, cài đồ bậc 9 bậc 8 rồi đó, không cài bậc 7 nữa. Ôi giờ không có ai ăn anh em ơi. Vậy là ngon rồi. Cái con boss này thì mình, vậy là mình ôm được rồi, ôm được là ăn được hả. Còn đối với con bậc 9 thì chưa anh em ơi, con bậc 9 hay là mình, do mình mới lên lượt chiến ta. Để mình ra đây mình làm lại nó cái nữa coi. Lúc nãy mình ăn nó chỉ có 8% à. Ăn nó được chứ 12% thôi chứ. Đây nè, bậc 9 này để mình ra mình làm lại nè, nó ăn có con nè. Ăn nó cực lắm. Anh em biết không, anh em ăn boss bậc 9 được á thì anh em mới cài đá hồng được. Ăn boss bậc 9 được mới cài đá hồng được nha anh em. Để mình chạy ra cái rồi. Đây. Con này là con bé nhất nè. Đó anh em thấy nó đánh ra đây là đánh mới có ra đây là nó đánh mình ra máu liền thấy không? Ủa, hai con boss này nó khác nhau, dù là bậc 9 nè, dù là bậc 9 nhưng mà con thì đánh đau lắm, con đánh không đau. Anh em thấy không, đúng là chỉ mới có 10% thôi anh em ơi. Đó, mình mất một nửa máu mà đánh nó mới có. À hay là lúc nãy do lúc nãy mình biến hình anh em. Chắc lúc nãy do mình biến hình quá nè. Lúc nãy chắc biến hình cho nên là nó mới trâu vậy chứ không dễ vậy anh em. Quên nữa. Rồi đúng rồi anh em ơi. Nếu mà mình ăn được tầm 15% thôi cũng được. 15% ví dụ như chết đó nè. Anh em có một cái con, anh em nếu anh em có hai ạc đúng không? Anh em để con lon anh em đứng đây. Có nghĩa là con lon anh em chết nó tầm khoảng 1 phút á. Nó tầm khoảng 1 phút nó mới đứng dậy. Thì lúc này anh em sắp chết đúng không? Anh em sắp chết anh em thoát ra. Đó, anh em cứ thoát ra đi. Anh em đừng có để chết 5 mạng, chết 5 mạng là anh em cũng không hồi sinh đâu, cũng giống như con lon của anh em thôi. Chết 5 mạng rồi anh em cũng phải 1 phút sau anh em mới hồi sinh được. Nếu anh em muốn ăn nó thiệt với anh em, ăn boss thì nó cũng không khó, cũng không dễ. Nó cũng hơi vậy đó, các anh em chạy lên đó. Anh em xong các anh em vô, anh em chạy lên là anh em quýnh thôi. Anh em ra vô tầm khoảng là 5 lần thôi là anh em ăn được boss rồi. Hai con có con lon. Cái tác dụng của con lon không phải là để ăn đồ, mà tác dụng của con lon để cho nó giữ đam. Nó giữ đam của con boss này nè, giữ đam con boss nó không có hồi lên 100% như vậy. Nói như vậy anh em vô là anh em có thể ăn được rồi. Con lon của anh em nó chết nó cứ nằm một chỗ cũng được. Hoặc là khi anh em vô đánh là nó hồi sinh lên nó chết đúng không? Nó chết nó chạy lên nó cũng chết nữa, nhưng mà 1 phút sau anh em. Ví dụ như anh em chuẩn bị anh em gần hết máu anh em ra đó. Thì anh em cho con lon vô đánh nó chết cái đứng chỗ à. Ra vô 1 phút là dư sức rồi. Dễ ăn lắm anh em ơi. Cái gì khó chứ bậc 9 này ăn dễ lắm, bậc 8 thì nó ăn được rồi nha. Thôi nói chung là hôm nay mình chỉ lên phe chút xíu vậy thôi anh em. Đó phe cái bốc không đồng của mình nó vậy đó anh em ơi, hên nó vậy đó. À cái phần để coi đăng nhập hình như level 320 nó mở thì sao cái này nè, 320 350 giờ mình cũng không biết. Rồi nói chung là mình thoát ra nha nè. Để coi 14 ngày đăng nhập đúng không nè, cái phần nạp đầu nó còn nguyên à, nạp đầu còn đẹp lắm. Chừng nào hết cái sự kiện mình bắt đầu mới nạp anh em, khi nào mình cài hết nổi rồi mình mới nạp đó. Bây giờ thôi, bây giờ khả năng còn cài được thì cứ cài anh em. Sau này anh em nó sẽ có cái sự kiện gần như là ví dụ như anh em nạp như gần nhân 2 đó, có mấy cái mốc sự kiện nạp giống như được nhà thưởng nhân 2 vậy đó. Ví dụ như anh em nạp cái anh em nhận thêm được 100% phần thưởng nữa đó, sau này nó sẽ có nha. Cho nên là mình cũng không gấp mình nạp sớm đâu, sau này tài chính kinh phí ít thì mình nạp ít thôi. Thôi nói chung mình chỉ giao lưu tí xíu thôi nha nè, để mình xóa cái bản này mình tải lại anh em ơi. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha nè. Coi chiều nay có tính năng gì không anh em ơi.